Nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, chiều nay, đoàn công tác chính phủ do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các mẹ Việt Nam anh hùng liệt sĩ, tướng lĩnh quân đội an nghỉ tại nghĩa trang quân khu 5. Cùng đi có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh và lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố. Sau nghi lễ đặt vòng hoa dâng hương tại nghĩa trang quân khu 5, trong không khí trang nghiêm xúc động, đoàn công tác của chính phủ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư dẫn đầu đã thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tri ân các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, vì hòa bình, ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, nguyện cống hiến hết mình, phát huy truyền thống cha anh, đoàn kết một lòng, ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.